Em, hôm nay em cho anh ăn cái gì đấy? Em. Cái gì? Anh hỏi là nay em cho anh ăn cơm với cái gì đấy? Em không nấu cơm. Sao thế? Sao lại không nấu cơm? Thì tiền đâu ra mà cơm với cháo? Thế tiền sáng nay anh đưa cho em đâu? Anh đưa cho em được ngần ấy tiền thì làm sao mà đủ được? Rồi còn tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền mua gạo cũng chẳng đủ chi tiêu, nói gì cơm với chẳng cháo. Tháng nào anh cũng đưa cho em đúng số tiền như thế. Em chi tiêu mua bán cái kiểu gì mà bảo là không đủ? Em không tiêu cái gì cả. Nhưng mà tiền anh đưa nó quá ít, chỉ đủ đóng tiền điện, tiền nhà, tiền nước thôi. Nợ đầm nợ đìa ra, người ta còn đến đòi nợ chửi cả em ấy kìa. Anh có biết không? Hàng tháng chạy xe ôm chỉ cần đấy thôi. Em cầm tiền thì phải chi tiêu làm sao cho hợp lý chứ. Giờ đến nỗi không có cơm mà ăn, thế bây giờ tính sao? Hay, không có cơm thì nhịn chứ còn làm sao nữa. Một tháng anh đưa tôi được có ngần ấy tiền, thế mà anh chửi tôi xối xả thế à? Xem nói ngang thế nhở. Bây giờ em làm vợ anh, có mỗi việc ở nhà lo cơm nước mà em không làm được, thì em làm được cái gì? Mà em bảo là không có tiền đúng không? Thế đây là cái gì? Kia là cái gì? Tiền không có mà ăn, mà suốt ngày váy cả son phấn, có no bụng được không? Này, anh là đàn ông con trai đấy nhá. Sao mà anh chua ngoa thế à? Anh cưới tôi về thì anh phải lo cho tôi. Đây có mỗi mấy cái đồ cá nhân của phụ nữ mà anh tính toán. Sao mà anh hẹp hòi đấy? Sao em nói buồn cười thế nhở? Giờ cơm không có mà ăn, suốt ngày em váy bóc son phấn. Hai vợ chồng phải cùng nhau làm chứ. Anh đã suốt ngày đi chạy xe ôm cực khổ kiếm tiền rồi, trong khi em ở nhà không làm được cái gì. Một bữa cơm không lo được, suốt ngày váy bóc son phấn. Để ai xem, ai xem? Anh vừa phải thôi. Anh cưới tôi về, anh không lo được cho tôi. Bây giờ anh có chửi tôi à? Anh nói sai à? Em tự xem lại mình đi. Tôi làm sao? Anh mới chính là người phải xem lại bản thân mình ấy. Tóm lại ấy, là anh có lo được cho tôi không thì bảo. Đàn ông gì mà bất tài vô dụng, đàn ông gì á mà tính toán như đàn bà ấy. Cô bất tài. Đã không biết nhận sai, ta còn cãi láo à? Anh dám đánh tôi à? Cái loại đàn ông gì á, không lo được cho vợ, lại còn suốt ngày giờ cho du con đánh đập. Tao không ở với anh nữa, tao đi. Ngọc. 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 À. Ồ, đau quá. Anh kia, anh đi đứng cái kiểu gì đấy à? Anh xin lỗi, em có làm sao không? Chẳng hiểu đi đứng cái kiểu gì nữa. Gãy chân tôi rồi này. Thôi ngồi ngồi xuống đây anh xem chân cho. Tôi chẳng hiểu anh đi kiểu gì nữa cơ. Anh đi đứng phải nhìn trước ngó sau chứ. Đi này á, nhà mày đâm chết người ta là sao? Khiếp, gái xinh mà ghê gớm thế. Để anh xem chân. Em thấy đỡ hơn chưa? Được rồi. Thế nhưng mà vẫn còn đau lắm đấy này. Anh xin lỗi do anh không để ý đường, mong em bỏ qua nhé. Thôi được rồi, nhưng mà lần sau anh đi anh phải để ý vào đấy. Ừ, mà em người ở đâu vậy? Chắc không phải người ở đây. Ừ, tôi đang đi tìm phòng trọ ở quanh đây. Để anh dựng cho. Ô, thật là trùng hợp, anh cũng có một căn chung cư mini, cũng ở gần đây thôi. Nếu như em đang tìm phòng thì anh chở em đi xem. Yên tâm, tiền nong không thành vấn đề, miễn là em thích. Vậy á? Thế anh chở em đi xem với nhá. Mà em tên gì? Em tên là Ngọc ạ. Tên hay thế, tên đẹp như người. Anh tên Cường, rất là vui khi được làm quen với em. Vâng, cảm ơn anh ạ. Mà chân em đỡ chưa? Lên xe đi, anh đưa em đi xem phòng. Vâng ạ. Dạ. Xe không? À dạ có ạ. Cô đang chửa, cứ từ từ, ăn đi. Không sao đâu anh ạ, em đi được. À, cho tôi ra Trần Duy Hưng đấy. À Trần Duy Hưng anh, ở đây ạ. Đây bố anh ấy, đợi em. Nhanh nhanh kiểu mưa nào. Dạ vâng. Anh lên xe đi ạ.
Dạ, em đi nhá. Đây này. Vâng. Đi được không? Dạ, em xin lỗi, em đi được ạ. Nhanh lên, biết chuyển biển. Anh này, anh có thích không? Thích chứ, sướng tê hết cả người này. Cường em lắm cường. Em bảo, tí nữa anh cho em thêm tiền nhá. Em muốn mua thêm mấy bộ váy với lại túi sách nữa. Ok, chỉ cần em ngoan, cái gì anh cũng chiều em hết. Anh tốt với em thật đấy, em cảm ơn anh nhá. Mà anh ơi, em bảo. Sao vậy em? Bao giờ thì anh định cưới em thế ạ? Chuyện này cứ để từ từ được không em? Sao thế? Anh không yêu em à? Hay là anh không muốn cưới em? À, không phải vậy. Mà bố mẹ anh khó tính. Ông bà muốn vợ của anh phải là con nhà gia giáo hoặc công chức nhà nước. Vậy thì em đâu có được tiêu chuẩn như thế đâu. Thôi, đừng giận. Rồi từ từ anh thuyết phục bố mẹ anh rồi đón em về nhá. Anh hứa rồi đấy nhá. Ừ, anh hứa mà. Nói nữa nhá. Hóa ra cô bỏ tôi đi theo trai. Vậy là bấy lâu nay tôi vẫn đi tìm cô. Đúng là đồ đàn bà lăng loàn, ham vật chất. Từ giờ tôi sẽ không bao giờ nghĩ về cô nữa. Và sau ngày hôm nay, coi như tôi và cô hết duyên nợ. Alo, ai đây? Tao Hương đây. Thế nào mà lâu ngày không gặp, quên nhau nhanh thế? Hương đây à? Dạo này tao hơi bận. Mà mày gọi tao có chuyện gì đấy? Rảnh không? Đi uống cà phê đi. Tao đang ngồi quán cà phê rồi này. Ra đây nói chuyện buôn bán tí. Ok, nhắn tin địa chỉ đi, tao qua luôn. Ok nhá. Đây bên này. Dạo này nhìn mày ngó nước thế. Trông khác trước nhiều đấy. Cũng bình thường thôi. Ông Dương có vẻ chiều mày thế nhở? Dương nào? Chiều gì mà chiều. Tao ly hôn từ lâu rồi. Thật á? Sao vậy? Tao thấy ông ý hiền lành tốt bụng mà. Hiền lành tốt bụng á? Có mài ra ăn được không? Ông Dương á, ông không đủ khả năng để nuôi tao. Tao nghe phong phanh thấy người ta bảo mày quen thằng nào giàu lắm. À, ừ thì cũng được. Nói chung là tiền tiêu không phải nghĩ. Thảo nào, nhìn trên người mày đắp toàn hàng hiệu. Thế dạo này anh Dương thế nào? Tao hơi đâu mà để ý. Hắn sống chết như thế nào á, kệ hắn. Tao quan tâm lắm gì. Dù gì cũng là vợ chồng, ở với nhau bao nhiêu năm rồi. Mày phũ phàng thế. Ngọc. Ơ, anh. Sao anh lại ở đây ạ? Câu này phải là anh hỏi em mới đúng. Em đang làm gì ở đây? Giới thiệu với mày, đây là anh Cường, người yêu của tao. Giới thiệu với anh, đây là Hương, bạn của em đấy. Em nói với anh là em đang ở nhà. Giờ lại ở đây là thế nào? Anh, em ngồi cà phê với bạn một tí, có sao đâu. Đi về. Ô, anh cứ về trước đi, rồi lát em về nhá. Anh bảo đi về là đi về. Tư, Hương ơi, tao xin lỗi nhá, tao có việc về trước, ngồi sau nhá. Nhìn hắn ta không được tử tế cho lắm. Anh thả em ra. Anh làm cái gì thế hả? Tại sao em đi chơi lại không nói gì với anh? Tôi đi đâu đấy là việc của tôi. Tại sao tôi lại phải nói với anh? Vậy à? Tôi đi với bạn tôi cơ mà. Anh có biết anh làm như thế
là anh làm mất tự do, kiểm soát thời gian của tôi không? Tôi không thích anh làm như thế. Mày mày dám nói chuyện với tao như thế à? Anh dám đánh tôi à? Anh có giỏi, anh đánh chết tôi đi, đánh nữa đi. Đừng có động vào tôi. Anh xin lỗi, anh sai rồi. Tại vì anh quá yêu em, anh sợ mất em. Anh hứa sẽ không bao giờ cư xử như vậy nữa. Em tha lỗi cho anh nhé. Anh đánh em đâu có đau lắm không? Em ra đây. Sao hôm nay về sớm thế nhở? Anh chị tìm ai ạ? Cho hỏi có phải nhà anh Cường không nhở? Dạ đúng rồi ạ. Nhưng mà bây giờ anh Cường không có nhà chị ạ. Có gì thì chị cứ nhắn với em, xong em về em báo lại anh Cường. Thế cô là gì của anh Cường? Em là bạn gái của anh Cường ạ. Bạn gái à? Chúng mày giỏi nhỉ? Hai thằng này, đập chết nó chứ nào? Nó kìa, anh đánh chết nó chứ nào? Chị lại đánh tôi. Xin giới thiệu với mày, tao là vợ của lão Cường. Không thể nào như thế được. Anh Cường bảo với tôi là anh Cường chưa có vợ mà. Chưa có vợ à? Mày nhìn tao đi, không những đã có vợ mà sắp có con rồi nhá. Mày định ăn cả cứt của con tao đấy à? Tao nói cho mày biết, một á là mày cút ngay khỏi đây, hai là tránh xa lão Cường ra. Đừng để tao bắt gặp hai đứa mày đi với nhau, mày chết với tao đi chưa? Về! Em gọi anh ra đây có việc gì thế? Tại sao tôi gọi cho anh mấy ngày hôm nay không được? Anh ngồi xuống đi, tôi nói chuyện. Có chuyện gì? Em nói nhanh đi. Tại sao anh nói với em là anh chưa có vợ? Tại sao anh phải làm như thế? Giờ em biết rồi thì mình giải tán, đứng ai nấy đi, có gì mà phức tạp. Sao anh có thể khốn nạn như thế cơ chứ? Anh ăn nằm với tôi, khiến cho tôi có thai. Bây giờ anh lại rũ bỏ tôi. Tôi cũng biết anh nhất định phải có trách nhiệm với tôi. Cái gì? Có thai á? Vậy cô bỏ nó đi. Anh nói cái gì cơ? Bỏ á? Anh nói thế mà nghe được à? Đây là con của anh đấy. Cô muốn mụ vợ của tôi biết để nó giết chết cả tôi với cô à? Hả? Khốn nạn! Anh là một thằng khốn nạn! Anh là kẻ độc ác! Thôi đi! Nếu mà cô muốn giữ thì cô tự đi vào nuôi một mình, không liên quan đến thằng này. Anh là đồ sở khanh, là đồ cầm thú. Tôi cũng biết, nhất định anh phải có trách nhiệm với tôi. Bây giờ cô muốn tiền đúng không? Muốn bao nhiêu để phá cái thai này? Nói! Thằng chó! Mày đi mà giữ số tiền bẩn thỉu đấy của mày đi! Tao không cần! Mày kiếp! Mày định làm gì? Mày là thằng nào? Tao là ai không quan trọng. Nếu mày tiếp tục với những hành động vừa rồi thì mày đừng có trách. Mày nhớ đấy! Em có sao không? Anh Dương, em thực sự là em quá ngu ngốc khi mà em bỏ anh cho hắn ta. Bây giờ thì em biết em sai rồi. Anh, mình có thể làm lại từ đầu được không anh? Anh có việc nên đi qua đây thôi. Giờ nhắc đến chuyện đấy đã quá muộn rồi Ngọc ạ. Anh nghĩ cách sống của anh và em khác nhau nên thôi, bỏ đi. Anh về đây.